cái mục tiêu của cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới, cái các vấn đề là xây dựng đời sống vật chất tinh thần của người dân tốt hơn, đây là quan trọng nhất. Thế nhưng điện đường trường trạm hay những hội trường nó ngồi đây này, rất là quý, bởi vì có cái chỗ học hành, có dân sinh hoạt văn hóa rất là quý. Những cái cấp hộ nông dân trong cái xã Lâm Giang này họ thu nhập tăng lên không, cuộc sống họ được cải thiện hơn, đó là cái bản chất hay là cái gốc của nông thôn mới. Mong rằng đảng ủy, hội đồng nhân dân, của nhân dân, các đoàn thể chính trị để bám ở đây để triển khai những cái chủ trương, những cái biện pháp cụ thể để nâng cao mức sống của nhân dân.